Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Chờ đã, đây không phải là đầu chọc sao? Không đúng, sao trông kỳ lạ thế? Chẳng lẽ tôi bị hoa mắt sao? Vãi trường, đó là quái vật, trên mái nhà có quái vật. Tiểu ngốc, cậu bị làm sao thế? Đầu chọc, anh nhìn xem, có quái vật trên mái nhà. Không thể nào. Còn quái vật đó đã biến mất. Chắc là cậu bị hoa mắt thật rồi. Thật sự, là có người giống hệt anh, nhưng có điều là mắt của hắn rất đáng sợ. Được rồi, để tôi ra ngoài xem. Trời đất, đây có còn là nhà đầu chọc không? Cảm giác bên ngoài có thứ gì đó. Vãi trường, có quái vật. Đó chính là con quái vật trên mái nhà. Phía sau là Tiểu Bạch. Không tốt, Tiểu Bạch đang gặp nguy hiểm. Đầu chọc, anh đang làm cái gì thế? Lại có con mồi dâng đến tận miệng sao? Ngươi không phải là đầu chọc, ngươi là ai? Cậu sẽ biết sớm thôi. Đáng ghét, đồ quái vật, mau thả ta ra. Vãi trường, con quái vật đã cho Tiểu Bạch đăng xuất rồi. Con quái vật đó chính là hư vô trong truyền thuyết. Vãi trường, cái gì mà kêu to thế? Con quái vật này đúng thật là đáng sợ. Hắn chuẩn bị bỏ đi rồi sao? Cường ca, anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Vào nhà đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Làm thế nào khi thức dậy, Doc Basic thành như thế này rồi? Cường ca, anh mau nói cho tôi biết đi. Đó là cơn ác mộng của Doc Basic, tên của nó là hư vô. Hắn có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì. Hắn chính là cơn ác mộng. Khi mặt trời lặn, hư vô sẽ trở nên rất đáng sợ. Đáng sợ quá, vậy chúng ta phải làm gì đây? Đừng sợ, chúng ta còn có Hoàng Tiểu Cường bảo vệ. Đúng rồi. Hoàng Tiểu Cường, mở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái chiến đấu đã sẵn sàng. Cường ca, bây giờ đã là hoàng hôn rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh? Đừng vội, chắc là sắp đến rồi. Đầu chọc, mở cửa cho tôi là cậu vàng đây, mau mở cửa cho tôi. Kỳ lạ, có gì đó không ổn. Cậu hãy trả lời tôi một câu hỏi, cậu từ đâu mà đến đây? Tôi đến từ rừng cây đằng kia, chuyện đó có vấn đề gì sao? Cường ca, anh hỏi cái này làm gì thế? Mau mở cửa đi chứ. Tiểu ngốc, cậu ngốc đúng như cái tên của cậu vậy đó. Chưa một ai có thể sống sót khi đi ra từ khu rừng đó. Cậu không nghĩ anh ta đáng ngờ sao? Tỷ lệ hắn là quái vật rất là cao đấy. Nếu anh nói vậy, con chó này chắc chắn là quái vật. Được rồi, để tôi kiểm tra. Tôi sẽ hỏi cậu một câu nữa. Cậu đến nhà tôi có chuyện gì chứ? Mau trả lời đi, tôi không hiểu anh nói gì cả. Quả nhiên là quái vật. Đồ quái vật giả mạo, hiện hình đi. Vãi trường, là ma sói. Hắn làm gì thế? Cường ca mau cứu tôi. Tiểu Cường mau tấn công, tuân lệnh. Báo cáo, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, nghỉ ngơi chút đi, tuân lệnh. Cũng may là còn có Hoàng Tiểu Cường bảo vệ, chứ không thì niệm thật rồi. Chúng ta đã tạm thời an toàn rồi sao? Quái vật lại đến rồi. Cái gì mà đến nhanh thế? Vãi trường, đây là con quái vật gì vậy chứ? Lên đi Hoàng Tiểu Cường, tuân lệnh. Hoàng Tiểu Cường cố lên. Báo cáo, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, đi nghỉ ngơi chút đi, tuân lệnh. Cường ca, quái vật hư vô có tấn công tiếp không? Điện của Hoàng Tiểu Cường có thể chịu được không? Sau khi nâng cấp, điện đã tăng gấp đôi rồi, cứ yên tâm. Tiếng gì thế? Vãi trường, có ba gã đầu chọc. Không, bọn chúng là quái vật giả mạo. Chúng định làm gì vậy chứ? Vãi trường, chúng đã hợp thể thành Tiểu Cường Hoàng Kim rồi sao? Phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, cứ giao cho Hoàng Tiểu Cường đi. Hoàng Tiểu Cường, mau lên giải quyết quái vật, tuân lệnh chủ nhân. Không biết Hoàng Tiểu Cường có đánh lại không? Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, nghỉ ngơi chút đi, tuân lệnh. Trời rõ ràng vừa nắng đẹp, tại sao lại mưa rồi? Chuẩn bị có rắc rối đến, đây chính là cơn mưa chết chóc huyền thoại. Cường ca, cái gì gọi là cơn mưa chết chóc vậy chứ? Đây không phải là mưa bình thường sao? Cơn mưa này tôi đâu thấy có điều gì bất thường. Tiểu ngốc, cậu không biết đó. Đây là điềm báo trước sự xuất hiện của quân đội hư vô, cậu hiểu chứ? Quân đội hư vô sao? Ở đâu chứ? Cậu hãy nhìn phía trước nhà xem. Có chuyện gì chứ? Vãi trường, tại sao phía trước lại tối đen như vậy? Chẳng lẽ đội quân hư vô đang ẩn trong bóng đen đó sao? Đây có phải là Doc Basic không? Nhìn trông cũng chẳng ra gì cả. Vậy mà còn nói bên trong có một vị cường giả đỉnh cao. Nói như thế thì bảo tôi tin làm sao được chứ? Để cẩn thận thì cho hai con zombie này dò đường trước. Mau lên đi, tấn công tất cả sinh vật sống. Có vẻ như là bọn chúng đã đến rồi. Nhanh vậy sao? Vãi trường, đâu lại xuất hiện hai con zombie? Mau giải quyết chúng đi, tuân lệnh chủ nhân. Tiểu Cường cố lên. Xem ra, ở đây thực sự là có một vị cao thủ cường giả. Rất thú vị, ta muốn xem đối thủ của mình như thế nào. Rất mong là hắn phải mạnh một chút, đừng làm ta thất vọng. Báo cáo chủ nhân, lượng điện chỉ còn dưới 20%. Cậu vất vả rồi,
đi nghỉ ngơi một chút đi, tuân lệnh. Vào đúng thời điểm quan trọng, Hoàng Tiểu Cường lại quay ra hết điện rồi, phải làm sao đây? Vẫn có thể chịu thêm được một chút. Các ngươi, ai là người mạnh nhất, mau bước ra đây đấu với ta. Cái quái gì thế? Hoàng Tiểu Cường, mau tiêu diệt hắn, tuân lệnh. Cố lên, Hoàng Tiểu Cường. Cũng có chút sức mạnh, nhưng thế vẫn chưa có đủ. Ngươi không thể ngăn chặn được những thứ này đâu. Cái gì, cũng chỉ có vậy thôi sao? Vãi trường, không ngờ là Hoàng Tiểu Cường lại bị đánh bại. Nhanh lên, đối thủ tiếp theo sẽ là ai đây? Đúng là những kẻ yếu đuối. Nếu chỉ có sức mạnh như thế này, thì trực tiếp xóa sổ các ngươi đi. Vãi trường, Cường ca anh mau nghĩ cách gì đó đi. Tiểu ngốc, mau trốn vào nhà đi. Anh có cách nào không? Trước tiên dùng khối sắt chặn lại một chút, cố gắng câu kéo thời gian cho tôi vận sức, bởi vì chiêu thức này cần rất nhiều sức lực. Không tốt, hắn sắp vào được rồi. Cường ca mau đánh hắn đi. Chạy đi, các ngươi còn muốn chạy sao? Ôi mẹ ơi, cái thứ quái này thật đáng sợ. Lần này tôi sẽ không chết ở Đốc Bê Dích chứ. Đừng nhìn nữa, mau chạy đi. Vãi trường, nó sắp đuổi kịp rồi. Các ngươi cứ chạy tiếp đi. Cường ca, mau cứu tôi. Đáng ghét, cho ngươi xem sự lợi hại của Cường ca ta. K.O. Anh vẫn ổn chứ? Không sao, chỉ là mất nhiều sức thôi. Chúng ta đã thắng rồi. Và cơn mưa chết chóc đã tạnh, Đốc Bê Dích trở lại yên bình rồi. Gấu hai đừng có trốn nữa, mau ra đây đi. Mẹ ơi, tại sao gấu đại lại biến thành quái vật? Hắn đi rồi, tôi phải đi tìm người giúp. Nhưng trong Đốc Bê Dích này, chỉ có đầu trọc mới có thể giúp tôi. Mau đến nhà gã đầu trọc. Gã đầu trọc, mau cứu tôi. Mau mở cửa đi đầu trọc. Vãi trưởng, tiếng gì thế? Hình như là gấu nhị đến. Cường ca, anh mau tỉnh dậy đi. Đáng ghét, hình như có thứ gì đó đang đập vào cửa nhà tôi. Chúng ta mau ra ngoài xem một chút. Nghe giọng nói là một con gấu chó nào đó. Gấu hai, anh muốn cái gì chứ? Chờ đã đầu trọc, tôi đến đây để nhờ giúp đỡ. Gấu hai hình như không có ý đồ xấu. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi. Sau đó gấu đại biến thành quái vật. Xem ra, vấn đề có chút nghiêm trọng rồi. Nhân lúc con quái vật này còn chưa biến dị, chúng ta phải nhanh chóng tìm và tiêu diệt hắn. Chúng ta phải nhanh lên. Vãi trường, trời sáng rồi mà chưa tìm thấy. Gấu hai, cậu sẽ không nói dối tôi chứ? Vãi trường, thật sự xuất hiện rồi. Mau chạy đi, hắn quả nhiên là quái vật khủng khiếp. Đây là anh trai của cậu, cậu lỡ lòng tiêu diệt sao? Nói vậy thì chịu rồi, để tôi tự lên đi. Cường ca, gấu nhị bị đánh nổ tung rồi. Còn đứng đó nữa sao, mau chạy nhanh lên. Gấu đại sau khi đột biến, chỉ với một chiêu đã tiêu diệt gấu nhị. Hai chúng ta em rằng càng không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm sao? Chặn cửa lại, đừng để quái vật bước vào. Bây giờ, chúng ta hãy vào nhà và đặt bẫy chống lại quái vật. Làm sao chứ? Đóng cửa lại và sau đó đào một cái bẫy dung nham sau cánh cửa. Chỉ cần gấu đại dám bước vào thì chắc chắn sẽ rơi xuống. Tốt quá, vậy bây giờ chỉ chờ gấu đại bước vào thôi là coi như xong đời rồi. Đừng có trốn nữa, có trốn cũng vô ích mà thôi. Cường ca, anh đúng là thông minh số 1. Chỉ là dung nham cũng muốn tiêu diệt ta sao? Không dễ như vậy đâu. Không tốt, mau lùi lại. Phải làm sao đây? Mau đi theo tôi, hãy nhảy qua đường cửa sổ. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Nhanh lên, không kịp nữa rồi. Cường ca, mau cứu tôi. Tiểu Quỳnh đừng sợ, mau trốn sau lưng tôi đi. Cường ca, anh đánh lại nó không? Thôi xong, hắn biến hình rồi. Xem ra chỉ có thể sử dụng kỹ năng cuối cùng của tôi. Vãi trưởng, mau chạy nhanh lên. Cường ca, con quái vật sợ anh, mau đuổi theo nó. Đừng có đuổi theo nữa, em xin đầu hàng mà, xin hãy tha cho tôi. Đi thôi, chúng ta quay về nhà nào. Vãi trường, kia là cái quái gì thế? Động vật của Đốc Bê Dích đi Tây Trúc Thỉnh Kinh về sao? Sao lại biến mất? Xong rồi, thầy trò Đường Tăng độc ác đang đến, còn dẫn theo đội quân cầu hùng lĩnh đến rồi. Cường ca, cái gì là ác ma đầu chọc sư? Những con vật ở Đốc Bê Dích đều bị hắn thao túng sao? Đúng vậy, hắn là một con quái vật độc ác, sở hữu sức mạnh phù thủy. Vừa rồi chỉ là ảo ảnh thôi, vào buổi tối, họ sẽ tấn công chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ?
chúng ta vẫn còn hy vọng sống sót, nhanh tay đặt bẫy để đối phó với chúng. Tôi cảm thấy thực lực của họ đều rất mạnh. Những cái bẫy này có tác dụng không? Đương nhiên là có. Hơn nữa, chúng có sức hủy diệt rất cao. Ai xui xẻo nếu chạm vào đó? Mạnh như vậy sao? Vua địa ngục gặp nấm này còn phải đi đường vòng. Nhưng một cái chỉ tiêu diệt được một con quái vật, chúng ta phải phòng thủ nhiều hơn. Cường ca, anh không thể trực tiếp tiêu diệt chúng sao? Cậu quá coi trọng tôi rồi. Thực lực của tôi đã bị phong ấn, bây giờ tương đương với người bình thường, cho nên chỉ có thể dựa vào những cái bẫy này để phòng thủ. Nếu bẫy này của anh cũng không ngăn được chúng thì sao? Nếu như vậy thì chỉ có thể bỏ chạy thôi. Không chạy được thì sẽ bị quái vật ăn thịt. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết. Vậy thì nhanh chóng nghỉ ngơi bổ sung sức lực vào đi. Bọn chúng sắp đến rồi đấy. Later. Bọn chúng đến rồi. Tôi cảm thấy có một luồng uy áp khủng khiếp. Cường ca, nhỡ chúng vào được thì sao? Đừng sợ, có nhiều bẫy như vậy, chắc chắn chúng sẽ không vào được. Sư phụ, không ngờ những người này lại phòng thủ. Tôn Ngộ Không ta là bất khả chiến bại, hãy nhận một gậy của lão Tôn. Những tảng đá này không thể ngăn cản con đâu sư phụ. Không ngờ con khỉ này lại ngốc như vậy. Nhiệm vụ còn lại cứ giao cho tôi là đủ rồi. Hãy nhìn mà xem. Mau mau cẩn thận. Trời ơi, mau cứu tôi. Không còn thấy động tĩnh gì của Mao Mao nữa. Sau tiếng nổ lớn như vậy thì chắc là đang xuất rồi. Tôi sẽ trực tiếp phá cổng mà xông vào. Hồ ca, hãy cẩn thận. Sức mạnh biến thân. Con hổ này còn ngốc hơn cả heo nữa. Cái bẫy to vãi trường mà vẫn cắm đầu lao vào. Bây giờ đến lượt tôi. Nhìn xem, có một cây nấm siêu to khổng lồ đang đói bụng, cho nên là tôi sẽ ăn luôn. Đáng ghét, cây nấm này tự phát nổ. Sư phụ hãy để con đi trả thù. Hãy cẩn thận, chỉ bằng đống sắt vụn này không thể ngăn được con đâu. Sư phụ mau tránh ra. Đáng ghét, tất cả đệ tử của ta đã bị tiêu diệt. Cơn thịnh nộ bùng phát. Ôi trời ơi! Hắn ta quá mạnh. Cường ca mau cứu tôi. Chuẩn bị chiến đấu nào. Chỉ dựa vào cánh cửa sắt này còn muốn chặn ta sao? Người dám xông vào nhà cường ca ta sao? Cường ca, mau chuyển sang nhân cách thứ hai. Xuân chiến hóa trận. K.O. Không tốt rồi, mau ra ngoài mà xem. Cường ca, sao bầu trời lại thành như thế này? Có vẻ như là quái vật lại đến nữa rồi, mau đi xem. Shinobi no jidai wa owar. Vãi trưởng, là đám quái vật ninja. Đừng sợ, tôi sẽ dùng quạt Uchiha này để chặn cửa. Liệu nó có tác dụng không? Quạt này có thể dễ dàng chống lại sự tấn công của chúng. Cô xem tôi làm thêm vài cái bẫy nữa đằng sau. Một cái bẫy như thế này thôi là chưa đủ. Vẫn còn ở phía sau, chúng ta vào nhà trốn đi. Tôi sẽ đặt thêm vài cái mạng nhện nữa. Như thế này thôi vẫn là chưa đủ. Vậy tôi sẽ đặt thêm vài tấm áp suất trước cửa, để phòng chúng phá cửa. Cái cửa nhà quá yếu, phải thay nó bằng vật liệu tốt hơn. Có vẻ như an toàn hơn một chút rồi. Chưa hết, đặt thêm hai cổ mìn khoai tây sau cánh cửa. Chuyện gì đã xảy ra với những con vật này thế? Bọn chúng đang cốt bờ lây thành Naruto trong làng lá. Hôm nay gặp phải cường ca tôi là bọn chúng xong đời rồi. Cường ca, anh đúng là số một, tôi thấy cũng đủ bé rồi. Để cho chắc chắn, thì tôi sẽ đặt thêm một cái nữa. Cái này được gọi là lớp sấy ma thuật, rất lợi hại. Bây giờ chúng ta hãy trốn trong căn phòng cuối cùng này. Cường ca, như vậy thật sự là đã được an toàn rồi sao? Đừng lo lắng, bọn quái vật này rất ngốc. Bây giờ mau tập thể dục thôi. Mọi người mau dừng lại đi, đừng có nhào nhào lên nữa. Muốn phá được chướng ngại vật này thì phải dùng ninjutsu. Thấy chưa, quá đơn giản. Trời ơi, mau cứu tôi. Đã ngốc còn tỏ ra là mình nguy hiểm. Xem ra vẫn phải dùng nhẫn thuật mới có thể qua được. Như vậy không phải là vào rồi sao? Tôi sẽ dùng cục đất để chặn cái hố dung nham này lại. Ôi, bạn đúng là thông minh quá. Tôi đang rất nóng lòng muốn bắt được gã đầu trọc. Vậy chúng ta mau vào trong nhà đi. Được rồi, hãy cẩn thận một chút. Vãi trường, hình như là tôi bị kẹt trong mạng nhện rồi. Thằng ngốc này đã bị nổ tung. Gã đầu trọc có rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Có vẻ như đích thân vua khỉ ta phải ra tay rồi. Trời ơi, mau cứu tôi. Tên ngốc này còn có mặt mũi nói người khác sao? Cao như thế này rơi xuống, chắc chắn là niệm thật rồi. Các bạn, có vẻ như chúng ta cũng phải chú ý đến dưới chân. Trước tiên hãy tháo cái bẫy này ra,
sau đó mới có thể vào được. Tôi nhớ là ở đây có một cánh cửa mà sao lại thành tường rồi. Mặc kệ đi, hãy xem sức mạnh của đại sư hổ ta. Lại một thằng gốc nữa ra đi, còn nói người khác sao? Gấu đại, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Sức mạnh của em quá lớn, không thể kiểm soát được. Để em ngửi xem bọn chúng đang ở đâu. Căn phòng này có mùi rất thơm, chắc chắn là cô gái Tiểu Quỳnh xinh đẹp đó. Gấu hai, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Gã đầu trọc đã tiêu diệt cả gia đình tôi rồi. Lần này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Tiểu Quỳnh, chúng ta gặp rắc rối rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Cô hãy nhìn phía trước đi. Vãi trưởng, tại sao bọn chúng lại biến thành như thế này? Có lẽ nó liên quan đến hiện tượng thiên văn kỳ lạ này. Cường ca, anh mau nghĩ ra cách nào đó đi chứ. Bọn quái vật sắp đến rồi. Tôi sẽ để hai mô hình tâm ấn đế tơ này ở cửa, chặn đường của chúng, làm cho chúng hoảng sợ. Sau đó là đặt thêm tấm áp suất phía sau mô hình. Nếu dám bước vào thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Liệu có được không Cường ca? Yên tâm đi, phía sau bức tường này cũng có bẫy của tôi. Tiểu Quỳnh cứ theo anh sẽ bảo vệ không mất sợi lông nào. Có Cường ca thì em quá là yên tâm rồi. Đề phòng quái vật, chúng ta sẽ dùng đá chặn cửa lại. Sau đó đặt hai bông hoa ăn thịt đã đói hàng trăm năm. Còn các phòng khác, anh không có đặt bẫy gì nữa sao? Phải đặt một vài con cóc trong phòng ngủ, dám xông vào thì xong đời luôn. Cường ca, anh dùng quái vật để tiêu diệt quái vật sao? Chuyện này bình thường, nó được gọi là khắc chế tương sinh. Đặt thêm cho chúng một con quái vật nữa ở nhà vệ sinh đi. Được rồi, giờ dùng đá chặn cửa lại là xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong bếp để trốn. Đúng rồi, cửa cũng phải đóng chặt lại, đừng để phát hiện. Trong lúc trốn quái vật chả có gì làm, chúng ta sẽ tập thể dục tại chỗ một chút. Mọi người, tất cả mau dừng lại đi, đừng có nhào lên nữa. Cửa chính bị chặn rồi, hay là chúng ta trèo tường vào đi. Tôi thấy ý kiến này rất hay. Vậy tôi sẽ thử trước. Cửa chính có quái vật đáng sợ quá, trèo tường vào cho nhanh. Đại vương vô khỉ, anh hãy cố lên. Các bạn cứ yên tâm vào tôi đi. Có vẻ như có một cái bẫy đằng sau bức tường này. Chúng ta hãy trèo qua bức tường bên trái xem sao. Tôi sẽ đi trước. Nếu không có nguy hiểm thì hãy nhảy vào theo tôi. Nhưng bức tường này cao như vậy, anh có nhảy được không? Đừng xem thường tôi, chân tôi dài nhất trong chỗ này đó. Hả? Này sóc nâu, tại sao mày nhảy cao thế? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như đằng sau cả hai bức tường này đều có bẫy. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể vào bằng cửa chính. Mấy con mô hình tâm ấn đế tơ này có gì mà phải sợ chứ? Tưởng thế nào? Quá đơn giản. Một hố dung nham lớn như vậy, làm sao qua được chứ? Đồ ngốc, lấp nó bằng đất là được rồi. Cứ để cho tôi. Vãi trường, hóa ra đằng sau bức tường này là hai con quái vật khổng lồ. Gã đầu trọc này hắn đúng thật là độc ác. Các anh em, chúng ta sẽ xông vào và bắt họ tại trận. Hãy cẩn thận, biết đâu lại có bẫy thì sao? Chỉ là một bức tường, lão tử sẽ đập vỡ nó ra. Nổ tung rồi, trong nhà có hoa ăn thịt, cái này xong rồi. Gấu đại đừng sợ, em sẽ loại bỏ tất cả chúng. Mau vào nhà đi, phòng ngủ này rất đáng nghi ngờ. Gã đầu chọc hay ngủ cùng với con bé Tiểu Quỳnh đó. Đáng ghét, dám làm tổn thương gấu nhị của ta. Ta không thể tha cho các ngươi.